Rồi, mình xin chào các bạn nha. Bây giờ hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi không mới mà cũ, mà cũng không cũ mà mới nha các bạn. Là sao ta? Mình đang nói gì ta? Mẫu đồ chơi tuy mới mà cũ thì cũ mà mới nha các bạn. Đấy, đây là các bạn nhìn thấy quen không bạn? Nó nhìn thấy có mấy cái nút này. Đó, mấy cái nút này các bạn thấy quen không? Đây là cái mẫu đồ chơi Bóp ít nha các bạn. Đó. Game bóp ít gì cũng là nói nha các bạn. Đấy, nhưng mà mình đang có mẫu này ở đây các bạn. Thứ nhất là cái mẫu mã mới hơn các bạn, mình đang có mẫu này ở đây là mẫu hình con Pikachu nha các bạn, Pikachu màu vàng các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, Pikachu. Mình đang có mẫu Pikachu nha các bạn. Nó màu vàng ha, thấy không? Và cái mẫu này các bạn nó có nhiều cải tiến, nhiều nhiều chức năng hơn so với những cái phiên bản mà mình đã quay cho các bạn xem ở video trước, ví dụ như người nhện này các bạn, gấu dâu này các bạn, gấu mình nếu các bạn có đón xem cái kênh của mình thì các bạn, thì ở những video trước đó mình đã có quay các bạn về những cái món đồ chơi Bóp ít này rồi, về cả phiên bản về 10 nút và 13 nút luôn nha các bạn. Nhưng mà hôm nay các bạn mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu đồ chơi Bóp ít này, nó cập nhật thêm nhiều tính năng mới hơn, nó có màn hình hiển thị nè và có thêm hai chế độ chơi nữa các bạn. Đấy, đặc biệt ra cho đó. Và cái nữa các bạn, một cái tính năng thú vị nữa các bạn là cái mẫu này các bạn, như là nếu mà theo như những mẫu đồ chơi ít ở video trước các bạn, thì những cái nút này các bạn nó chỉ có một màu thôi các bạn, nó chỉ có một màu thôi, ví dụ như nó màu đỏ đó, chỉ có màu đỏ thôi, nó chỉ đồng đồng bộ một màu thôi các bạn. Còn cái mẫu mình đã có đây, nó cập nhật lại phiên bản mới, thế hệ mới hiện đại hơn các bạn, nó sẽ có mỗi nút nó có nhiều màu khác nhau các bạn. Đó, nó thú vị, nhìn nó đã mắt hơn rất là nhiều nha các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình là sẽ khui hộp ra nha các bạn. Rồi đây, trong nó có gì nha. Đây, chúng ta sẽ có một con Pikachu đấy, nó bạn thấy chưa, Pikachu này. Và tiếp theo là nhà sản xuất chúng ta thường cho chúng ta thêm một cái tua vít nha các bạn. Cái tua vít là dùng để tháo cái dạng nắp pin nha các bạn. Đây, tua vít đấy. Rồi, mình để này sang bên đi nè, cho mình cho các bạn xem nè. Đó, thấy không, Pikachu nha các bạn. Và trên đây nó có màn hình hiển thị nè các bạn, thấy không, các bạn thấy không? Đó, màn hình hiển thị đây là cái màn hình số dạng LED thôi các bạn, nhưng mà mình thấy mình nó nhìn cũng có lẽ cũng không rõ lắm các bạn, nhưng mà nó nhìn chung thì thêm được một tính năng mình đã thấy thú vị rất nhiều rồi. Còn lại đây nè, đây chúng ta có gì, đây là bộ mod này, những mod chơi các bạn. Mình nhắc tới mod là các bạn biết đó đúng không, tại vì cả máy này á, những mod chơi nó cũng bốn mod đầu tiên là nó tương tự như như những cái mẫu đồ chơi Bóp ít mình đã giới thiệu các bạn ở video trước á. Các bạn không nhớ thì các bạn tìm lại đón xem cho mình nha. Bây giờ ở cái mẫu đồ chơi Bóp ít này mình sẽ không nhắc lại bốn tính năng, bốn cái mod chơi của nó nữa, mà thì mình chỉ tập trung mình hướng dẫn các bạn chơi và xem những cái tính hai thêm hai cái mod mới của nó thôi các bạn. Hai cái mod mới của nó là mod gì và chơi như thế nào nha các bạn. Cho nên bốn cái mod cũ là mod đầu tiên là gì, mod thử thách qua cửa nào, mod thứ hai là gì, mod mod ghi nhớ, mod thứ ba là scoring mod là mod ghi điểm các bạn, mod thứ tư là mod multiplayer là mod nhiều người chơi nha các bạn. Cái đó, những cái đó mình đã quay và hướng dẫn các bạn rất là chi tiết rồi, cho nên mình xin phép không nhắc lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái mod thứ năm, mod thứ sáu của nó thôi nha các bạn. Ở cái mod thứ năm và mod thứ sáu của nó thì á là những cái biến thể của cái mod thứ ba các bạn. Biến thể của cái mod scoring mod là mod ghi điểm nha các bạn. Ở mod ghi điểm á thì mình nhắc lại cho các bạn luôn nè, ở mod ghi điểm á là chúng ta sẽ có 60 giây và chúng ta sẽ cố gắng nhấn càng nhanh càng tốt trong vòng 60 giây đó, thời gian sẽ đếm ngược cho thời gian khi thời gian hết thì các bạn sẽ nó báo cho bạn số điểm. Còn ở mod ở cái hai cái mod mà mới của trên mới cập nhật trên cái phiên bản Bóp ít này các bạn, thì nó là cái mod cũng là cái mod giới hạn thời gian luôn, giới hạn thời gian là, nhưng mà cái ở cái mod số 5 là giới hạn thời gian ngắn và mod số 6 là thấy giới hạn thời gian dài, các bạn thấy kéo dài tới 10 phút luôn nha các bạn. Đấy, mình giới thiệu sơ sơ cho các bạn vậy thôi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào để mà mình hướng dẫn chi tiết các bạn xem ha. Đấy, đây mình lắp pin vào nha các bạn, và đây mình xíu nha, mình giới thiệu sơ trước cho các bạn dễ 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 nắm trước, rồi bây giờ hồi mình vô mình nói cho các bạn dễ hiểu hơn nha các bạn. Mình sử dụng ba viên pin nha, pin này sử dụng pin nhỏ nha các bạn, pin 1.5V 3A ha, 2A thì pin lớn, 3A là pin nhỏ nha các bạn. Đó, đó, pin vào thôi. Mình sẽ cố gắng mình hướng dẫn ngắn gọn nhất cho các bạn dễ cho, nhưng mà nhìn chung á các bạn, hai cái mod mới cập nhật này các bạn, nó cũng là tính năng nó cũng gần như là giống với các loại cái mod kia luôn các bạn, nó cũng giống như là cái mod scoring mod đó nha các bạn, nhưng mà chẳng qua là nó sẽ có cho mình cái thời gian á nó dài hơn xíu để mình có thể ghi điểm cao hơn xíu thôi nha các bạn, chứ còn lại là hầu như mình thấy cách chơi là nó y chang nha các bạn. Đấy, rồi dẫn vô ta đi. Đó, vô rồi đó. Ok. Rồi.
Rồi, bây giờ chuẩn bị mở màn hình lên nha các bạn. Đây chúng ta có 3 phím, nút đầu tiên là chọn mắt chơi. Nút phím thứ hai là mức nguồn, thứ ba là phím âm lượng nha các bạn. Đó, tương tự thôi. Đó. Thấy không? Đầu tiên, mặc định khi bạn mở lên là mod đầu tiên là mod qua ải. Đó. Các bạn ấn vô thế này là xác nhận là các bạn có bắt đầu chơi nha các bạn. Đó, cái này hơi khó nhìn xíu, các bạn thông cảm nha. Đó. Nó nhiều ngoài quá, hơi khó nhìn nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái màu do là cái màu nó nhiều màu quá các bạn, nên các bạn hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nha. Đấy, còn cái tin. Đó. Bây giờ mình sẽ bấm tới tiếp tục mod tiếp theo nha các bạn. À, này lên level thôi. Các bạn muốn chuyển mod á. À, bây giờ cái này nó kết hợp khá là nhiều các bạn. Có nghĩa là sao? À, có nghĩa là các bạn khi các bạn chọn lô cái chơi cái giờ đầu tiên thì các bạn bấm xác nhận phía sau là bắt đầu nó sẽ vô cái mod cái level 1. Các bạn bấm tiếp là bấm phím dưới đây là nó qua level 2, level 3, level 4. Các bạn có thể chơi trước level luôn. Ví dụ như thay như ngày xưa thì các bạn phải chơi xong level 1 nó chuyển sang level 2, nhưng bây giờ thì các bạn có thể sẽ chơi trước level 10, level 50, level 100 với level 999 nha các bạn. Cái này nó hơn 999 level nha các bạn. Đấy. Đó, nó hay chỗ đó nha. Rồi bắt đầu lại. Đó. Memory mode là chế độ ghi nhớ nha các bạn. Đó này, này mình chuyển mod thứ ba. Scoring mode nha các bạn, ghi điểm nha. Chế độ thứ ba. Multiplayer mode là mod thứ tư nha các bạn. Mod thứ năm nè. Đó. Bắt đầu mình bắt vòng vô chơi mod thứ năm, các bạn xem thử nha. Xác nhận. Này trong đây nó có nào, tên là 30 giây nè các bạn. 60 giây. 90 giây. 120 giây nha các bạn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi một cái giới hạn thời gian như thế này các bạn cứ được chơi, nó sẽ tính điểm cho các bạn nha các bạn. Các bạn thích chơi bao nhiêu giây cũng được nha các bạn. Đầu tiên là 30 giây, thấp nhất là 30 giây. Ở mod thứ 5 nha các bạn, nhớ mod thứ 5 nha. Đó. 90 giây, 120 giây. Đó các bạn thấy chưa? Đó, và giờ mình thử chơi mod bao nhiêu giây các bạn xem nha. Đó, bắt đầu nè. Các bạn nhớ bấm nhìn theo cho nó rời kỹ nha các bạn. Đó. Mình thì mình nhìn hơi chậm mà các bạn ơi, cho nên là nó có thời gian đếm ngược qua thấy không? Thời gian đếm ngược qua thấy không? Time is up. Nó thumbs up. Nó thấy không? Nó các bạn thấy không? Nó bắt đầu các bạn thấy nó báo điểm của mình là sau khi 30 giây mình chơi được 39 điểm nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị tiếp tục, mình chuyển qua những cái khoảng mức 2 là level 6 của nó là thời gian dài hơn nha các bạn. Nè. Nó bắt đầu nè, khó nè. Bắt đầu mình sẽ bấm mình chọn này các bạn, bấm chọn nè. Nè mình chọn luôn cái. Thấp nhất là 120 giây. 300 giây. 480. Cái này nhiêu đây? 480 giây các bạn. 600 giây. Vậy là cao nhất là 600 giây các bạn. 600 giây tương đương với 10 phút nha các bạn. Đó. Vậy các bạn, ở cái mod thứ 5, để mình tắt tiếng mình nói cho các bạn nghe nha. Ở cái mod thứ 5 là cũng chơi tính điểm, nhưng mà cái giới hạn thời gian của nó là thấp các bạn. Nó có 30, 60, 90 giây và 120 giây thôi. Còn ở mod thứ 6 là giới hạn thời gian giống như siêu dài luôn các bạn. Là nó thấp nhất là 120 giây. Rồi sau đó nó tới 300 giây, tới 480 giây. Và cuối cùng là 600 giây. 600 giây tương đương với 10 phút nha các bạn. Khi 10 phút các bạn chơi thì các bạn bấm hoài luôn. Khi nào mà hết giờ thì nó bắt đầu nó sẽ tính điểm cho các bạn nha các bạn. Bây giờ mình thử chơi cái mod 10 phút 600 giây các bạn xem thử nha. Mode, scoring mode, multiplayer mode, scoring rate, breathe heart rate 100, 20, 300, 400, 180. Mình chọn 600 giây nha các bạn. 100. Bắt đầu điểm nha các bạn. Bạn chơi. Khi
bạn nhấn có thể nó nổi thêm nút thôi nha các bạn. Có thể ban đầu nó hiện nút như thế này, nhưng khi bạn nhấn nó nổi thêm nút rồi, các bạn thấy không? Các bạn chơi nhớ để ý nha, hãy bấm hết tất cả các nút sáng đèn nha các bạn. Nó chơi nó rất là lắc láo luôn, các bạn thấy không? Nó sẽ mới đầu mới có hiện thêm 4 nút phải không, nhưng mà khi bạn ấn thêm là nó sẽ hiện nổi thêm nút nè, các bạn thấy không? Các bạn cứ nhấn từ từ thôi đó. Các bạn có thể chơi thi thố với nhau cũng được nha các bạn. Ngày 10 đó, thấy chưa? Mình bấm 7 cái thua rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Nó khó hơn nhiều nha các bạn. Đó, rồi ok. Clip cũng khá là dài rồi. Nãy giờ thì mặc dù mình tính là nói ngắn gọn thôi, nhưng mà rốt cuộc cũng không nói ngắn gọn được các bạn, do cái tính năng của nó nhiều quá các bạn. Cho nên là mình chơi không có kịp các bạn. Nên là bắt buộc là mình phải chơi thôi, phải chơi cái thời gian nó dài hơn bình thường các bạn thông cảm nha. Đấy, cái clip cũng khá là dài rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn chung các bạn thì những mẫu đồ chơi biết này các bạn, thì cái thời gian về sau mình bảo đảm các bạn luôn là nó sẽ càng ngày nó cập nhật càng nhiều tính năng mới nữa. Đấy, như các bạn thấy không, cái mẫu này mình đang có, như mình theo mình nhớ các bạn, cái lần đầu tiên mình quay các bạn là cái mẫu đó chỉ có 4 mod chơi thôi các bạn, không có màn hình hiển thị, cũng không có chọn trước level để chơi. Tiếp theo là nó sẽ ra một cái mẫu là có như cái này là có 6 nút, 10 nút đúng không, nó ra thêm cái mẫu 13 nút và các bạn chọn trước level chơi cũng được. Ví dụ như thay các bạn chơi level 1, level 2 mới tới level 3, level 4, các bạn lên level từ từ. Còn khi mà các bạn phiên bản cập nhật đó các bạn, thì các bạn có thể chọn trước level chơi luôn. Còn ở phiên bản cập nhật thứ 3, thế hệ thứ 3 này, thì nó đã bắt đầu thêm một cái những cái tính năng là mod thứ 5, mod thứ 6 này nãy giờ mình đã giới thiệu các bạn đấy. Đấy, như có thể là mình nói có thể nó hơi dài dòng, các bạn hơi khó hiểu, các bạn chịu khó xem lại giúp mình nha. Đấy, mod thứ 5, mod thứ 6 đấy, nó sẽ cập nhật thêm thời gian chơi, thời gian dài hơn các bạn, và tính năng bắt đầu khó hơn các bạn. Đấy, mình thấy khá thú vị nha. Đấy, ok, rồi, view clip của mình là chắc có lẽ không tới đâu thôi nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video với mình nha. Hoặc là các bạn có cái cách nào mà chơi cái này nó hay hơn và nhanh hơn, hoặc là hiệu quả hơn, hoặc là có cách chơi nào nó dễ dàng hơn, thì các bạn cứ việc comment xuống phía bên dưới video để hướng dẫn cho các bạn khác cùng chơi nha các bạn. Đấy, rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Welcome to the Quick Game.